gió tiếp tục quay trên đường phố, mặc dù mưa chứ cũng sương mù, nhưng mà cũng có cảnh để mà cả nhà thưởng thức, xem cho nó rời khỏi xã chét. Coffee đó, còn đây là nữ tài xế. Spark gì vậy? Spark coffee đó. Chưa uống lần nào mà nghe nó đắng lắm à. Chưa uống lần nào. A-Sheet. Đây cũng có chạm xe quầy lên A-Sheet này nè, xe O. Xe O ghé đây. W. Em thì không có ghé chạm này. Ở đây có anh là NGU. Hoa mà nhiều. Nhà lâu người ta có quay không hết. Đây xe. Xưa dữ lắm. Đất ai mà nhiều. Hotel. Đây là nhà công viên nè, đây nó có công viên nhỏ cho đang ngồi chơi. Này ao nhiều nè, này xít, này xít ít ít bên kia ít. Còn bên web thì nó như là đại lộ 10, đại lộ 8, đại lộ 9 rồi mới ít, 7 rồi ít. Còn bên này thì từ 5 trở lại là ít. Nó gần mấy sông bên kia cũng mấy sông rồi, mấy sông hướng khác.
cần. Rồi. Rồi, tớ đi tết là cái xíu trời nó có một cái cảnh nhưng mình không có quay được. Cái này mình bán đồ, ngồi trong xe thì có nắng lên này nó ấy dữ lắm. Tôi dùng mà mình nói tầng này sử dụng phone của nó là điện thoại của nó là 212 đó cả nhà, sử dụng 212. Còn bút lình với pin đồ mấy cái rồi đó thì 718 pin đó. Còn con ấy lành thì chỗ Naxo thì nó 516, còn lên nữa không biết cái tao gì thì 613, còn bên Nhan Kỳ thì 914 vậy đó. Nó cứ sử dụng là biết là ở đâu. Lâm Thục Khanh á, mới thi gần lái anh ấy tôi cũng tiếng rồi bạn.
học cho nó nghe, nó nói, ừ tôi thi bằng lái á. Qua ở nhà này nó tròn tròn như hộp vít vậy em ơi, nó cao dữ lắm mà nó coi dưới rồi nó tròn giống như hộp vít vậy đó. Nói như vậy đó mình đi về đi ở Mỹ Tho đi làm ra cô Xuân Hồng số 1A Lý Thường Kiệt, đi đi dọc đường nó gặp tao bán mít Thái đó, trời ơi mua về ăn lại chỗ Phan Phòng đi ăn trên đường đi đây chiều lại đi lại khám lần nữa cái chị có cái trời ơi em mới mua mít hồi chưa em thấy chị ngồi ăn ngon quá, thấy chị ngồi ăn ngon quá em thèm. Quảng cáo mà người ăn thức ăn ngon hết trơn mà mời chị quảng cáo được á, chị ăn miệng thấy thèm quá. Cái ngay chỗ hồi nãy mình mua bánh nè cũng vậy, mùa hè đó gần đó có cái có khi có ghế có khi không có, thì cái chỗ nước đó có cái ngồi ngồi năng người nào đi qua lợi thấy cái màu tấp vô đó mua. Cười con Xuân Hồng, trời ơi mít Thái ngon dễ sợ luôn á nha, nó vừa giòn mà nó vừa ngọt mà nó ngon dữ lắm nè. Ở đó mình ăn mít nghệ thôi, còn mít ướt thì không ăn, nước mèo mèo mà. Còn tối nữ ăn chưa nó đi khi nào được tới về đi lấy thiêu mà quen rồi đi Hàn Quốc đó quen với cái cô đó hai má con ở Bến Cát Bình Dương á, đây nè nó đường cắt nữa nè, đây mình giòn quá mình không có quay được trao nè. Xem nha, nó lên tới gần được mấy chục tầng luôn. Wow, nó có cái lan can ra ngoài đứng được. Nó ngay ở thì được thôi, nhưng mà tôi trẻ mình lớn tuổi rồi ông xã mình nói, mình hồi đó giờ mình cũng ở lầu một, ở đâu giờ cũng lầu một. Nay có đất đồ cái này mình lớn tuổi rồi mình phải có cái hơi đất. Mấy cái mà khánh đồ thì cũng được mà điều phải xuống làm chi, nó mới cho làm công viên dưới này dắt chiều mới đi xuống dưới đó. Giống như mà Lê Bích Huệ đó đi mua cái khánh đồ có 1.1 triệu à, mà 2 phòng ngủ. Đi đi trên cầu cho coi, đi ở trên nó được đi dưới chứ không thôi đủ rồi mày, đủ rồi đúng rồi okay. 13 bên này ok bye.